Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisamon siêu cấp. Và ở tập trước, mình đã thất bại trong cái việc đó chính là tìm kiếm cũng như là chinh phục huyền thoại Groudon các bạn ạ. Hơi sâu cà na một xíu nhưng mà không sao. Mình cũng có bạn mới các bạn, đó chính là Hoba nè, rồi Victini. À, ngoài ra thì cũng có thêm vài Pokemon khác nữa. Trong ngày hôm nay nếu mà có dịp á, mình sẽ cho những Pokemon đó ra trận và chiến đấu cùng mình ha. Còn bây giờ, trời thì cũng đã tối, mặt trăng tròn vo như chữ O luôn. Nên là mình đang có ý này các bạn ơi. Nhà mình được cái các bạn biết sao không? Gần cái cánh rừng gỗ sồi sẫm. Mà trong cánh rừng gỗ sồi sẫm này lại là nơi lý tưởng để một Pokemon huyền thoại hơi bị mạnh luôn và cũng cực kỳ ngầu nha xuất hiện các bạn ạ. Mình đoán là nhiều bạn sẽ biết đây là Pokemon gì đó. chưa từ từ để mình kiếm chỗ nào đó thích hợp cái đó. Rồi ok, chúng ta sẽ AFK và đợi cho Pokemon nó xuất hiện á. Không biết là có nên đầu tư thêm cái độ búp tỷ lệ không ta. Mình nghĩ là nên đó các bạn. Tại vì mình thấy nhân phẩm mình nó sao sao á. Chắc là phải có cái độ búp tỷ lệ xuất hiện Pokemon siêu linh thì may ra huyền thoại mới dễ xuất hiện được. Chứ tính ra bữa giờ mình dời nhà qua đây ở cũng lâu rồi mà có gặp đâu. Không có làm cái đó là không biết tới khi nào mới gặp được huyền thoại ở cánh rừng gỗ sồi sẫm luôn á. Coi coi ba lô mình còn cái chúng ta đây nè. Mình còn cái gọng các bạn ơi. Hên quá. Vô trong nhà lấy thêm berry rồi chúng ta chế tạo cái strong Berserk lua ha. Bấm công thức một cái. Ok. Vậy là chúng ta đã có được cái búp tỷ lệ của Pokemon hệ siêu linh rồi. Vô. Trời, còn xét đánh đùn đùn ở đây nữa chứ. Ui sao giống như có điềm vậy ta. Oh yeah. Đừng như thế mà chứ. Trời ơi. Mà sẵn tiện mình cũng sẽ tìm coi coi trong cánh rừng này có sự xuất hiện của Venusaur Boss không các bạn. Bữa giờ mình tìm Boss Venusaur mà chả thấy đâu hết á. Kỳ ta. Ôi trời. What? Pokemon cái gì mà bự vậy? Quay 5 sao luôn các bạn ơi. Wow. Hey, kèo này là cũng hơi căng đó. Nhưng thôi được. Để mình đưa Venusaur ra đi. Đây là Wailord các bạn ơi. Khổng lồ thiệt chứ. Rồi, Venusaur tấn công một cái nè. Lớp khiên đã bị phá rồi các bạn ơi. Đấy rồi. Ý, thành công không? Ok. Đây, hay lắm. Trời ơi. Cái em Wailord này đúng lì luôn các bạn ơi. Mình được hai cái gold bottle cap kìa. Cái mà tăng chỉ số các bạn. Wow. Được vậy. Công nhận bắt em này hợp lý á. Ok. Không hợp lý rồi. Bể bóng chứa rồi các bạn. Chắc tại em bự quá. Nhưng mà không sao. Mình được hai cái này. Nó sẽ giúp mình tăng cường tất cả chỉ số của Pokemon luôn. Một cái rất là bá đạo ha. Để coi coi hiện tại mình tăng cho em nào đây ta. Em nào mà đang gánh tem của mình nhất hiện tại. Mình thấy là hiện tại Garchomp hơi bị bá đạo các bạn à. Mình muốn tăng cho em này maximum quá các bạn ơi. Garchomp nè. Rồi Charizard. Đây là hai Pokemon mà mình cực kỳ ấn tượng và cũng rất là thích luôn. Ok. Quyết định vậy đi ha. Garchomp với cả Charizard cùng lớp luôn. Ok. Một nè. Hai. Và coi coi chỉ số nào. Ủa gì là tăng chưa ta? Hồi nãy mình không để ý kỹ các bạn ơi. Nhưng mà chắc là có tăng rồi đó các bạn. Tại vì mình mất hai cái đồng xu đó. Hai cái nắp đó luôn mà. Ok, rất là ngon á. Trên kia là Pokemon gì vậy? Ê, mình quên ta. Mình gắn cái Strong Berserk lua vô nữa. Cái búp tỷ lệ xuất hiện Pokemon hệ siêu linh vô. Tí nữa thì quên. Rồi. Đây là Ballitoad. Em này là hệ nước với cả là hệ đất á. Qua giờ Ragapu hình như chưa ra trận các bạn ơi. Cho em ra trận cái coi. Tấn công nhanh nè. Ấy, trời ơi. Quýnh mạnh quá em kia knock out luôn rồi. Mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ê, long time no see. Gardevoir các bạn ơi. Gardevoir Fusion. Được lắm. Bữa nay mình sẽ cho Hoba nha. Qua giờ Hoba chưa có ra trận nhiều lắm các bạn.
Mặc dù Hoba hiện tại mới cấp 50 thôi, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cho Hoba chinh chiến luôn ha. Tấn công nào Hoba. Ui trời, chơi mà chơi ngủ kỳ cục cậy cậy thật các bạn. Gardevoir Fusion này chơi mà chơi nha, ngủ người ta hả? Giảm sức mạnh. Ôi trời ơi, chơi mà chơi giảm sức mạnh được lắm. Bị tiêu động nè, trời ơi, còn hồi máu nữa. Quay quay quay, có vẻ là Gardevoir rất là khó chịu các bạn ha. Nếu mà có rỉa bằng Ragapu như vậy thì cũng không phải là cách hay các bạn ơi. Victini thì sao? Đúng, bé nhỏ luôn các bạn. Nhưng mà đừng khinh thường sức mạnh của Victini nha. Chuẩn bị nè, cho Victini dùng V-Ray. Ý, tấn công nào. Ui, ơi, ui, mình không đỡ được. Ai na, ai da. Trời ơi, Victini. Dạ, mang con ngang thì các bạn ơi. Mình không nghĩ là đòn V-Ray đó lại knock out luôn Gardevoir đấy. Kinh thiệt ha. Bá đạo, bá đạo. Ủa, ở đây à, một trainer. Ok, trainer này được á. Mình sẽ cho Hoba ra trận á. Nãy giờ Hoba chưa có kịp tấn công hay quẩy gì hết. Ok, tấn công nào, Hoba. Đó, Psychic Beam á nha. Được, được, được. Tập luyện các bạn ơi. Ôi, nhưng mà cũng gần hết đêm rồi đó. Nhưng mà sao kỹ ta. Ủa, alo. Ủa, là tăng tỷ lệ dữ chưa trời. Sao mình thấy cũng vậy các bạn, hình như nhân phẩm mình gánh không nổi hay sao á. Hay nhân phẩm của mình. No. Một đêm trôi qua rồi các bạn, nhưng mà huyền thoại thì vẫn không thấy đâu hết. Số của mình thì cái tình luôn. Ôi không sao. Nhân phẩm nhỏ thì chấp nhận thôi. Than thở cũng không có giải quyết được cái gì hết các bạn à. Giờ thì mình sẽ về nhà để chuẩn bị cho công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Như đã nói ở tập trước, mình có em Well Bin Pell này nè. Hiện tại thì chưa có được tiến hóa các bạn ơi. Mà em ấy chỉ cần đúng một cái Lipstone thôi là có thể tiến hóa à. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi tới cái khu vực rừng Taiga các bạn. Những cái rừng Taiga mà có mấy cái vách núi á. Mấy chỗ đó thì hay xuất hiện những cái Lipstone lắm. Ồ, ở đây còn có. Ôi trời ơi, có một cái đầu xương đen ở đây nữa. Gì ghê vậy. Ôi, 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 đi lẹ, đi lẹ. Không thôi, nó xuất hiện. Xương đen lúc đó chả không kịp các bạn ơi. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng đã tìm được những cái Lipstone đầu tiên rồi các bạn ơi. Ồ, được 3 cái. Ê, quên, quên, quên. Rồi, quên gỡ cái Strong Psychic Lua ra. Trời đất ơi, nó sắp hư mất tiêu rồi. Xíu về mất công chế tạo thêm nữa. Chỗ thứ hai. Được mấy đây? Được 3 tiếp. Ok. Vậy là mình còn thiếu 3 cái mảnh nữa thôi các bạn ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Hoba, chúng ta gắng tìm 2 mảnh nữa thôi là có thể tiến hóa cho em nhóc này rồi. Cố lên vì tương lai của em. Và đây sẽ là chỗ cuối cùng. Chúng ta đã vượt KPI luôn rồi các bạn ơi. Đặt cái bàn chế tạo xuống, ghép mấy cái này lại. Và ta-da, Lipstone đã có trên tay mình rồi. Đây, như đã hứa nha, anh sẽ cho cần tiến hóa nè. Ok, Quỷ Binh Bèo chuẩn bị tiến hóa và trở thành hình dạng cuối cùng rồi các bạn ơi. Và chuẩn bị. Ta-da! Trời, có 2 cái lá chà bá lửa. Ồ, 3 cái lá chứ. Chất nha. Và học được kỹ năng hệ lá mới luôn kìa. Lốc xoáy lá. Được, được. Dạy cho cân làng. Và mình cũng có thể ngồi lên cái phần nắp lá ở phía trên này các bạn. Ok đấy chứ. Phải vậy, không muốn công mình đi tìm kiếm và tiến hóa cho em ha. Sẵn tiện coi coi ở cánh rừng này có thêm Pokemon gì đặc biệt hay không. Ồ, mình thấy đặc trưng là ở đây có rất nhiều Pachirisu các bạn ơi. Rất là nhiều Pachirisu trong cánh rừng này luôn á. Nè. Wow. Trời ơi, còn khiêu chiến mình á. Thôi, mình sẽ tung level bon bắt em này ha. Ai biểu em khịa mình chi. Pachirisu thì rất là cute, phong mai que luôn các bạn ơi.
Và coi nào. Được luôn. Ồ, chính xác các bạn ơi. Bắt được một em Pokemon cute á. Ok. Rồi, full một cây chàng máy tính rồi đó. Ý, Rayquaza xuất hiện rồi các bạn ơi. Lần này không phải là boss nữa đâu, chắc chắn luôn. Trời ơi, hên là có cái vách núi này, chặn lại. Hợp lý, hợp lý. Ok, ok. Bây giờ mình cần phải xuống khỏi người của Hoppa trước. Wow. Đã vậy, đây cũng là Rayquaza Necro nữa các bạn ơi. Oh my god. Trời trời trời, múa kìa. Trời, dữ vậy. À, múa lắm rồi đúng không? Được. À, seesaw của mình đâu rồi? Đây, mình sẽ đưa seesaw vô ha. Để đảm bảo an toàn các bạn ơi. Sau đó thì khiêu chiến thôi. Let's go. Khiêu chiến giữa cơn bão tuyết luôn á. Wow, khung cảnh lãng mạn. Ô, lộn. Khung cảnh thật là ngầu các bạn à. Rồi, Fawnsweep trước nè. Ui, tính gặp Fawnsweep thì không có rỉa được nhanh đâu các bạn ơi. Có vẻ lớp da của Rayquaza rất là chắc các bạn ơi. Chắc phải dùng Bullet Punch một cái nè. Ồ, cái này có rỉa máu đỡ hơn Fawnsweep nè. Ý, Rayquaza còn ngủ nữa, chơi thì chưa ngủ nữa trời. Thôi được, mình sẽ cho Seesaw tấn công mạnh hơn nữa. Tiếp tục nè. Đó, khi nào mà lượng máu tầm 20% đi, cái mình dùng Fawnsweep sẽ an tâm hơn các bạn ơi. Đó, và thêm một lần tấn cập. Ủa, trời, Rayquaza Necro rất khó chịu ở cái khả năng hồi phục bằng cách ngủ nha. Hoài đi á. Đẹp mà lầy quá à. Này thì lầy nè, không cho ngủ nữa nha. Một đòn Fawnsweep đi. Lượng máu xuống hơi thấp rồi. Lại. Ui, đó, phản công rồi kìa. Nhưng mà không sao. Fawnsweep đã trúng rồi các bạn. Và tất nhiên rồi, với Rayquaza mình sẽ dùng Fastball các bạn ơi. Áp dụng chiến thuật ở những ngày trước á, để bắt những Pokemon siêu cấp VIP. Ui, trời ơi, ngoài đầy máu lại rồi, công giá tràn rồi. Hay chiến này dự là sẽ chinh phục Rayquaza rất là khó khăn đây các bạn ơi. Bởi Rayquaza Necro cứ hồi máu liên tục hoài à. Nhưng mà không sao, bữa nay động lực to bự lắm các bạn. Hôm qua đã thất bại trong việc tìm kiếm Groudon rồi. Cái hôm nay tìm được Rayquaza. Đúng là đâu ai xui hoài mãi các bạn. À, tiếp tục nào. Cấu rỉa máu xong rồi. Fastball. Liệu rằng Fastball có chinh phục được Rayquaza? Yêu. Hay là dùng Heavy Ball nhờ? Bữa giờ lâu lắm mà mình không dùng Heavy Ball các bạn ơi. Ừ. Mình thấy Rayquaza cũng bự đó, rồng bự đó. Ui. Tí nữa thì được. Heavy Ball thêm vài lần nữa coi. Không có chịu thua đâu. Rayquaza về đội tôi đi. Ui. Trời ơi, từ chối thẳng thần vậy. Trời đất ơi. Tiếp tục là Heavy Ball nè. Lì ha, là tôi dùng GX Ball đó nha. Tôi có GX Ball chứ không phải không có đâu. Hai trái luôn đó. Ui da. Rồi mình khè vậy mà không sợ ta. Rayquaza này cứng quá các bạn ơi. Thử Dust Ball coi. Đang trời tối nè. Cũng không luôn. Pass Ball lại. Mình sẽ xây cua nhiều loại bóng liên tục ha. Để coi bóng nào sẽ chứa được Rayquaza đây. Ui, tưởng đâu fastball được rồi chứ. Không sao. Tiếp tục nào. Xào quần từ sáng tới tối rồi các bạn. Thế nhưng tình hình vẫn là tình hình á. Mình vẫn chưa có chinh phục được Rayquaza Necro các bạn ơi. Có vẻ là huyền thoại này rất là khó để bắt các bạn à. Không sao. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều bóng chứa các bạn. Mỗi loại còn mười mấy quả. Ừ. Nhỡ mà xui mà không được ha, mình nhúng nước Rayquaza mình dùng Deep Ball luôn. Deep Ball mà 120 quả lần đó. Mình hy vọng là không có xài tới cái nước đó. Mình không muốn như vậy đâu. No. Đội hình tấn công chủ lực đã trọng thương hết rồi các bạn ạ. Mình phải hồi phục lại rồi sau đó chúng ta sẽ thử chinh phục lại Rayquaza ha. Công nhận Rayquaza Necro khó chinh phục dễ sợ luôn á. Bảo sao bữa giờ hiếm gặp các bạn ơi. Đổi vị thế đi.
Hồi nãy Rayquaza ở trong kẹt rồi, bây giờ tới mình ở trong kẹt. Rayquaza ra ngoài đi. Đó. Đổi góc, đổi góc ha, hy vọng là nhân phẩm hơn. Rồi, mình sẽ tung fastball. Nãy giờ mình thấy fastball với lại heavy ball là hai quả bóng mà lắc nhiều nhất các bạn à. Quả ultra ball cuối cùng các bạn ơi. Fastball thì còn có hai quả thôi. Gọi luôn rồi. Hết fastball luôn. Ui sao mình nghi quá à? Chắc mình phải dùng cái quả GS ball đầu tiên á các bạn ơi. Hay xong rồi. Heavy ball thì còn có 3 quả nè. Deep ball thì ở trên cạn nó cũng như là cái bóng thường vậy đó các bạn. Ồ nó là không hợp lý để bắt Rayquaza lắm. Ý là mình còn nhiều bóng vậy rồi đó mà trời, tới bây giờ vẫn chưa bắt được. Chẳng nhẽ chẳng nhẽ mình phải dùng tới GS ball chăng? Rồi luôn. Hiểu số phận luôn các bạn ơi. Chắc là chúng ta phải dùng GS ball rồi đó. Đây là quả heavy ball cuối cùng ha. À mình còn 3 quả level ball nữa. Mình sẽ thử nha. Hết 3 quả level ball này mà không được nữa thì chúng ta sẽ dùng GS ball ha. Nhưng thôi là sẽ bỏ lỡ Rayquaza Necro đó. Ghét cấp thì cũng không có bao nhiêu các bạn à. Phải gấp đôi cơ thì tỷ lệ bắt mới tốt được. Này ghét cũng đâu có nhiêu cấp đâu. Rồi luôn còn hồi đầy máu nữa. Thôi được rồi. Bắt buộc mình phải dùng GS ball để bắt rồi đó các bạn ơi. Thôi kệ, dù sao thì GS ball cũng có tới 2 quả mà. Đầu tư 1 quả để chúng ta bắt được Rayquaza Necro cực đẹp này thì mình nghĩ cũng đáng. Ơi cái gì đây? Trời ơi sao rớt nại dữ vậy? Oh my god. Ok, canh me canh chua. Phóng nè. Ủa, sao kỳ vậy? Phóng hộp hả? Lại. Ui, mình phóng hộp rồi. Ây, trời đất ơi. Coi chừng. Mất cái GS ball này là khóc thét đấy. Hàng hiếm mà để mất là uổng lắm á các bạn ơi. Ok mình sẽ chặn đường ha. Rồi khoảng này phóng là hết hộp nha. Ê hộp hả? Trời ơi hộp hai trái luôn rồi. Rayquaza chán không thèm nhìn mặt luôn cơ. Rayquaza nói cái thằng này nó non dữ ta. Ok lần này thì đứng kế bên luôn. Chẳng lẽ gần gì mà phóng hộp. Ủa thôi thiết nghĩ non thì đừng có gà dẻ. Ok tung bóng chứa kiểu này đi cho chắc cú các bạn. Rayquaza Necro tới chọn cậu. Ai... mấy ngày trời ở cái núi này hả? Ui mình nhầm với Park Ball các bạn ơi. Cheat Ball chỉ là một loại bóng hiếm thôi. Ôi no. Tại sao lại như vậy? Mình không chấp nhận. Trở về nhà sau lần thất bại nặng nề. Mình đã hạ quyết tâm rồi các bạn. Mình phải làm thật là nhiều bóng chứa hơn nữa cơ. Tính ra hồi nãy mình đầu tư hết những cái quả bóng mà bắt Rayquaza Necro tốt nhất rồi đó. Nhưng mà vẫn không bắt được các bạn. Vậy là tại mình xui này tại mình nhỏ. Chắc lại cả hai quá. Đây. Chiến này mình là bóng chứa tẹt ga luôn các bạn. Hai stack. Nắp Ultra Ball trước nè. Đó, để ba trước gì đi. Dust Ball hả? Một stack luôn cho mình. Timer Ball. Mình cũng làm thêm... Ui, không nhiều lắm ta. Fast Ball. Cũng làm nhiều xíu ha. Phần còn lại là để làm Heavy Ball nè. Mình tính sơ là đâu đó cũng cỡ gần 6 stack. Những cái bóng chứa đó các bạn à. Đa dạng các loại luôn. Tầm này mà không đủ để chinh phục Rayquaza nữa thì chịu các bạn à. Đến thua cái nhân phẩm của mình đó. Và trong lúc chờ đợi thì để mình đi hái thêm một ít cà rốt làm thức ăn cái đã. Trời đất ơi, đã hết bóng chứa rồi mà còn hết thêm thức ăn nữa. Rồi không biết còn vàng để làm cà rốt vàng ăn không nè. Vô trong kho kiếm coi. Hy vọng là còn chứ không thôi là ăn cà rốt sống như vậy thì lâu no lắm các bạn. Ôi dồi. Hả? À đây. Có vàng ở đây nè các bạn. Trích ra phần nửa đi. Sau đó đổi ra hạt vàng để chúng ta làm cà rốt vàng ăn ha. Ok. Giờ phải chạy qua cái nhà Maki Cap, căn cứ Maki Cap kia đó. Để coi còn cái đế không cái đó. Oh my god. Hình như mình hết đế các bạn ơi. Yêu. Vậy là phải đi đập thêm những cái đế rồi. Ánh thằng à. Đây là cái giai đoạn gì vậy sao? Vừa nghèo vừa xui nữa các bạn. Chắc là sắp tới chúng ta phải đi cày khoáng sản lại rồi. Để chúng ta giàu có hơn mới được.
Chứ những lúc nghèo như vậy thì hay kèm theo sự xui lắm các bạn ơi. Ngoài này thì không biết nó đập tới đâu rồi ha. Nhưng mà mình cũng sẽ cho thêm những cái đế này vô cho nó đập. Rồi, tiếp tục nè. Đó, đó. Ui, tính gạt cũng nhanh thích. Ồ, trong này còn dư đế các bạn ơi. Hên quá, vậy thì đủ. Này, tao mà đã chuẩn bị có Ultra Ball rồi các bạn ơi. Ê, ồ, có Latias xuất hiện gần đây các bạn ơi. Hả? Ê, đây còn là Latias. Hình dạng đặc biệt nữa. Quá thiệt. Từ. Why? Latias gì nhìn đã vậy? À, đây là hình dạng Iron á. Nhìn như một cái máy bay gì đó các bạn ơi. Mình coi làm thêm được gì không? Ui, mình hết đế rồi. Thôi, mình có một stack Ultra Ball các bạn ơi. Mình nghĩ với một stack này, chúng ta có thể kiểu như chinh phục được Latias đấy. Mình phải có niềm tin. Hồi sớm không có niềm tin cái lẽ thất bại liền. Rồi, phóng bóng chứa nè. Ui. Đây nè. Rồi, phải như vậy chứ. Ui, Latias còn đổi tên nữa các bạn ơi. Tên thiệt là Iron Aeon á. Nhưng mà thôi, để dễ gọi hơn thì chúng ta sẽ kêu em này là Latias máy bay đi. Rồi, phóng phi tiêu rồng thử nè. Ok, phi tiêu rồng của Ragapu cấu rỉa. Được các bạn, mình sẽ dùng mấy kỹ năng cấu rỉa vừa vừa thôi, để tránh cái việc sốc đam giống như hôm qua á. Cẩn thận hơn mới được. Úi, trời ơi, Latias còn hồi phục cho Ragapu của mình đó kìa. Tốt bụng vậy. Rồi, sang phim. Kéo rỉa máu của Latias máy bay thành công rồi các bạn. Chúng ta sẽ tung bóng chứa ha. Hiện tại thì mình có Ultra Ball nhiều nè. Tung luôn. Trời ơi, lâu lâu các em hồi phục cho Ragapu mình. Tốt bụng thiệt sự luôn á. Tốt bụng như vậy không chinh phục về đội thì hơi bị ổn các bạn ơi. Trời ơi, tưởng đâu được luôn chứ. Ai sao mình lại có linh cảm quá ta. Sao vậy cưng? Em đánh mình xong em bị phản đam, em tự ngủm luôn các bạn. Không hiểu luôn. Bữa nay nhân phẩm của mình nó về mức âm rồi các bạn. Nó không được bình thường nữa các bạn ơi. Nó mức âm luôn rồi. Nghĩ sao vậy? Trời ơi. Ai, vừa tốn bóng chứa mà vừa không bắt được Latias phiên bản máy bay luôn á. Sukana thiệt chứ. Hết thế nhân phẩm mình rồi. Chịu. Chịu thua các bạn ạ. Ở đây thì mấy bóng chứa khác đều đã được đập xong rồi ha. Còn mấy cái đế thôi. Mình sẽ đợi thêm tí nữa cho nó đập xong. Rồi mình sẽ lên đường để chúng ta săn tìm Rayquaza lại. Sao mà mình nghi quá các bạn ơi. Rồi, trước mắt thì làm cho nó số lượng Ultra Ball đi ha. Bù đắp lại số lượng hồi nãy bị hụt khi mà bắt Latias. Tiếp theo là Fast Ball nè. Rồi Dust Ball. Thêm một ít Heavy Ball nữa. Đấy, số lượng bóng chứa của mình đã trở lại rồi các bạn ạ. Nhưng mà vấn đề là có tìm lại được Rayquaza không là một chuyện khác. Sao vậy ta? Có vẻ là mấy chỗ gần nhà mình không được nhân phẩm lắm các bạn ơi. Chắc mình phải đi xa quá. Đi một chuyến thật xa luôn. Cuối cùng ở đây. Trời ơi. À, trời ơi, mắc kẹt vô cái cây. Ở đây mình thấy có Venusaur boss các bạn ơi. Đúng lúc mình đang cần tìm đá mega cho Venusaur luôn. Hợp lý. Salamence vô cưng ơi. Quay kẹo căng nha, kẹo căng nha. Có Venusaur cơ. Trông rất là chất chơi người dơi á. Chuẩn bị tấn công nào Salamence. Ok. Ui, nhưng mà lượng sát thương gây ra thì ở mức tốt á. Mặc dù không thể one shot được Venusaur, nhưng mà không sao, từ từ chiến thắng cũng được. Ui dù Venusaur đang phản đam gắt vậy. Hay dạ, liệu rằng Salamence gánh thêm được không? Ui sắp rồi các bạn ơi. Một đòn flamethrower nữa thôi. Ui không thành công rồi. Tiếc dạ. Rồi Venusaur thì sao? Thử coi. Venusaur. Knock out Venusaur boss rồi. Hay lắm cưng. Ui còn được cái cánh cứng nữa cơ.
Wow, chữa thương cho Venusaur của mình coi. Đồng thời đưa ẻm ra, sau đó thì trang bị đá Mega các bạn ạ. Vậy là bây giờ Venusaur của mình cũng đã có thể tiến hóa Mega rồi. Nice. Quá đã luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ê, phía bên này mình còn thấy có Pokemon gì nữa nè các bạn ơi. Wow, Luna Stone. What? Pokemon này nhìn rất là lạ các bạn. Mình thử phóng một cái Deathball coi. Bắt được ẻm không? Đêm hôm khuya khoắt, chiều không bắt được rồi. Thôi em muốn chuồn vậy thôi, mình tha cho em luôn đó. Thì ủa xa xa còn có cái đèn phát sáng nữa kìa. Ủa? À, ủa em dơi, Pokemon dơi các bạn ơi. Ok, nếu vậy thì thôi, mình lại tiếp tục vậy. Trước mặt mình đang là một cái ngọn núi nữa kìa. Nhưng mà phải đợi thôi các bạn. Đợi lúc bình minh á. Để coi, thường thì Rayquaza mình thấy hay xuất hiện lúc bình minh với chiều tối đồ á. Thường hai thời điểm vàng để gặp được Rayquaza luôn. Ủa? What? Khoan, mình không gặp Rayquaza nhưng mà mình gặp em rộng gì nè. Iron Stretch. Hả? Đây là Hydreigon các bạn ơi. Wow, em rộng 3 đầu mà bây giờ nhìn chất vậy, 1 đầu thôi. Ui, bay lên nữa kìa. Oh wow 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 wow. Rộng 3 đầu. Được được, mình muốn chinh phục em Hydreigon này các bạn ơi. Được thật sự. Tấn công nè. Một Fawn Sweep có vẻ có rỉa máu không được nhiều lắm các bạn ơi. Ui, em đang tăng cường sức chiến đấu lên kìa. Bullet Punch thử coi. Ok, Bullet Punch có vẻ là có rỉa máu tốt hơn nè. Mình sẽ dùng đòn này tới khi nào mà lượng máu xuống thấp thấp xíu rồi dùng Fawn Sweep sao ha. Cho nhanh các bạn. Ui, em phản đòn. Trời ơi, em tấn công đẹp vậy. Wow. Được nha, được nha. Trên ngực em còn xăm hình nữa kìa. Ồ, em xăm cái hoa văn gì đó các bạn à. Và nói chung thì cũng khá là độc lạ đấy. Được được, Fawn Sweep, Iron Stretch cái nữa nè. Cái tên của em dài mà hơi khó đọc ha. Nhưng khó đọc thì cũng về đội của mình thôi. Ultra Ball, tung ra liền. Để coi chinh phục được em hay không đây. Ý. Ý. Một quả thôi là chinh phục được Iron Stretch các bạn ơi. What? Nani? Cái gì mà ảo ma vậy? Đây, em này sẽ mang hệ hệ rồng với cả là hệ thép các bạn ạ. Wow. Ở hình dạng bình thường thì Hydreigon sẽ mang hệ rồng với bóng tối á. Tuy nhiên ở dạng này thì lại mang hệ thép các bạn ơi. Và các bạn thích hình dạng nào không? Mình thì thấy hình dạng này hơi độc lạ ha. Nhưng mà cũng có cái nét gì đó khá là ngầu, nhất là cái phần đầu nè. Được á, được á. Kỹ năng của em thì hiện tại chưa có kỹ năng hệ rồng nào hết. Chắc là phải đi luyện tập thêm á các bạn ơi. Và coi coi. Ồ, mình có thể cưỡi em vào bay khá là nhanh nhẹn nha. Được, được, mình thích những Pokemon nào có thể bay được giống như vậy. Ok, cho Iron Stretch ra trận luôn. Ủa, đánh nhau với em bướm. Ok, Try Attack. Quầy, knock out luôn cơ. Dữ dằn, liên tục là những đòn Try Attack nha. Knock out. Ouchin, ouchin. Tại gác cấp quá nhiều các bạn. Ui, ngọn núi này được rồi chứ. Để coi tới sáng coi có diễn biến gì mới mẻ hay không. Ui, xuất hiện lại rồi. Oh my god. Mặc dù buổi sáng không xuất hiện các bạn, nhưng mà tới xế chiều thì Rayquaza, Necro đã xuất hiện lại ở cái khu vực núi đồi này. Lần thứ hai gặp lại. À không, đây là lần thứ ba chứ. Ừ, tính luôn cái lần đầu tiên các bạn. Lần này mình sẽ không từ bỏ đâu, quyết tâm tới cùng đó. Ấy, Iron Stretch của mình không tấn công được, bị nao núng các bạn ơi. Oh no, đây nè, nhưng mà không hiệu quả lắm. Grunt thì sao? Ui, Rayquaza thì liên tục tăng chỉ số lên kìa. Càng càng các bạn ơi, đánh Iron Stretch của mình ngày càng thốn hơn. Ủa, nhưng mà Iron Stretch có vẻ là cũng không chịu thua các bạn. Cố lên, tấn công một đòn nữa em. Này, rồi rồi, được rồi, vậy là rất tốt rồi. Mình sẽ đổi sang Scizor để mình Fawn Sweep cho chắc các bạn ơi. Không lẽ lần này mình lại thất bại nữa sao?
Mình không tin đâu. Chiến này mình đang đặt rất là nhiều niềm tin vào những lần tung bóng các bạn. Ultra Ball nữa coi. Hồi nãy Ultra Ball một phát là mình đã bắt được một Pokemon mới liền các bạn. Để xem lần này. Ui dồi, lần này không thành công rồi. Nhưng mà cứ từ từ các bạn, kiên nhẫn lên. 80 mấy cái Ultra Ball mà, sợ gì. Tiếp tục nào. Hiệp 1 thất bại rồi nha. Có điểm tiếp rồi đó các bạn ơi. Dí theo mới được. Nhưng không sao, mình đã sẵn sàng cho hiệp 2 rồi các bạn ơi. Tiếp tục nào. Lần này sẽ khác với lần trước một xíu. Mình sẽ đưa Pikachu ra. Bởi vì mình muốn làm tê liệt Rayquaza Necro á. Yêu không thành công rồi. Len cái nữa coi. Ok, câu rỉa máu top đó. Tụng bóng chứa thôi các bạn ơi. Oh my god. Lần này Heavy Ball đã làm được rồi các bạn ơi. Yay. Chúng ta đã bắt được Rayquaza Necro rồi. Ok, Pikachu lập công lớn rồi. Đưa Rayquaza Necro vô coi. Ta-da. Quay. Cũng hên là chúng ta không bố cuộc các bạn à. Nói chung thì làm việc gì cũng vậy, đừng vội bố cuộc nha. Bây giờ mình đã có thể cưỡi được Rayquaza và bay lượn trên trời rồi. Cuối cùng gặp được Mewtwo nữa. Wow. Hello. Mewtwo dạy cái năng gì đây? Uh-oh. Earth Power. Wow. Rock Slide rồi nè. Kỹ năng mình thấy mua cũng rẻ các bạn ơi. Bây giờ thì cũng đã trễ rồi. Chắc là mình sẽ cưỡi Rayquaza lượn lờ vài vòng. Sau đó trở về nhà hả các bạn. Hy vọng là trên đường về chúng ta có thể gặp được vài thứ hay ho ha. Ôi, ở đây có cái đen luôn à. Wow. Cái đen này là của một Pokemon gãy thép. Thôi được, trận chiến đầu tiên mình sẽ cho Rayquaza Necro đánh nhau trong đen ha. Ok. Ủa, cái em này Dynamax lên bự vậy. Không sao, Dragon Dance coi. Tăng chỉ sở lên. Ui dồi. Sao giống như Rayquaza chưa kịp tấn công nữa thì đồng đội đã làm hết rồi. Ui no. Rồi, tấn công nào Rayquaza. Quá dữ luôn. Game này chỉ có 2 sao thôi các bạn. Để mình thử nhân phẩm ha. Coi coi có bắt được Clean không. Đừng nói không được nha. Được hơn quá, được. Ở rồi. Ui, hồi nãy mình thấy bên đây cũng có boss nữa mà. Boss. Ui, boss đi đâu rồi. Trời ơi, tưởng đâu còn đây. Đỏ sức với Rayquaza của mình luôn. Oh my god. Về tới nhà mà còn gặp boss Rayquaza nữa các bạn ơi. Oh no. Kèo căng nha. Tại vì Rayquaza của mình á, chưa có lên max level các bạn ơi. Mà đây là boss cấp độ Legendary nữa. Ai, kèo này rất là khó cho Rayquaza Necro của mình luôn á. Nhưng mà thử thôi các bạn ơi. Ui, nhưng mà mình lỡ dùng Victini khiêu chiến rồi. Để xem. Ui, Rayquaza boss đang tiến hóa Mega kìa. Ui. Tăng sức mạnh. Ui trời ơi, knock out Victini rồi. Ô mày chui. Một là Rayquaza Necro, một là Rayquaza Mega. Nhưng mà out cấp nhiều quá các bạn à. Khó rồi. Ê, còn chủ nói. Bán đòn. Ây da. Chỉ gây được đâu đó gần 20% máu thôi các bạn ơi. Rayquaza Necro cũng đã cố rồi. Yêu. Nhưng mà không sao. Đội hình mình có Zacian Fusion các bạn ơi. Ok. Chúng ta sẽ tấn công ha. Chuẩn bị Close Combat. Ê. Còn chưa kịp ra đòn nữa. Cái gì mà ghê vậy. Quay không đùa được nha. Yêu. Seesaw thì mới dùng Bullet Punch nhưng mà cũng y không gánh tem nổi rồi. No. Ôi, tiếc kinh khủng luôn á. Không sao. Mình sẽ đưa thêm một thành viên khác vô nữa là được các bạn ơi. Hôm nay Venusaur mới có đá Mega các bạn. Ừ, mình cũng muốn cho em ra trận đánh boss Rayquaza cực mạnh ha. Nên là ok. Vẫn sức nào.
tiến hóa Mega trước. Hai bên đều tiến hóa các bạn ạ. Quay khung cảnh này đẹp đấy. Rồi, và xem coi. Venusaur bị đánh trọng thương rồi. Và ý chưa kịp tung đòn Solar Beam các bạn ơi. Tiếc giờ. Em rộng ba đầu của mình thì sao? Iron Strike tấn công. Ý, 10% máu. Toàn rồi. Sao giống như kịch bản hồi nãy vậy? Tới lượt Rayquaza nè. Lần này vẫn trụ nổi một hit nha. Hãng đòn. Tới lượt Machado Fusion. Dùng tuyệt kỹ Z luôn coi. Ok. Wow. Chưa dùng tới Seesaw nữa các bạn. Ý. Nani. Yay. Ê, mình săn được một cái Master Ball các bạn ơi. What? Master Ball đầu tiên nè. Yay. Hôm nay nhân phẩm của mình đã trở lại rồi. Rồi, vừa có được Rayquaza Necro, có thêm em Iron Strike lượm được đá Mega của Venusaur, giờ thì còn có Master Ball nữa. Các bạn thấy nhân phẩm của mình hôm nay có tốt không? Tưởng đâu là Sugana rồi chứ. Trời, tuyệt vời quá các bạn ơi. Ok, giờ thì cưỡi mấy Pokemon và về nhà thôi. Vậy là sắp tới chúng ta đã có Master Ball để có thể bắt Pokemon One Shot các bạn à. Chọi là bắt được á. Nhưng mà cái này thì mình nên cân nhắc nha. Ừ, coi em nào thích hợp thì mình mới nên dùng á. Chúng thôi thì sẽ rất là lãng phí luôn á. Mà tất cả cũng là nhờ công của Machado Fusion các bạn à. Lâu lâu ra trận làm một phát một gánh tem luôn. Và hôm nay các bạn thấy Rayquaza Necro như thế nào? Có ngầu hay không? À, mình thì thấy cực kỳ chất và ngầu ha. À, tuy nhiên thì sắp tới chắc mình phải luyện cấp cho Rayquaza nhiều hơn nữa, cũng như là người bạn hệ rồng mới về đội nè. Mình nghĩ cũng tiềm năng là sẽ trở nên rất là mạnh cho mà xem. Hy vọng là vậy ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình bị Simon siêu cấp. Vẫn còn nhiều Pokemon siêu cấp đang chờ đợi chúng ta chinh phục lắm nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.